Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Vâng, hôm nay chúng em lên sóng cho anh em một bộ combo, phải nói là nghe nhạc hay mà hát cực kỳ tuyệt vời. Đó, và một đặc điểm cực kỳ tốt nữa, hay nữa ở trong cái combo này đó chính là rất là tiện lợi, dễ sử dụng, gọn nhẹ và dễ kết nối anh em nhá. Thì đây chính là một bộ combo mà chúng em đang giới thiệu với các bác đây ạ. Đầu tiên thì sẽ là một đôi loa cây đến từ thương hiệu Paramax, có mã là D2000 anh em nhé. Với cái mã loa này thì được trang bị là 2 bát 20 này. Đấy, em sẽ tháo ra cho anh em xem nhé. Đấy, trang bị đây. Rồi, ok, đây là em tháo cái căng ra cho anh em xem này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ sử dụng một cái chép neodymium. Đấy, một cái dòng chép neo mà có cái độ tiếng sáng lợi chép rất là cao và sử dụng một loa chung. Đấy, và bên dưới này nó sẽ sử dụng tiếp nữa là 2 bát 25 anh em nhé. Đó, và cái dòng bát này thì nó cho cái âm ra nghe rất là chắc, rất là hay. Đó, và thiết kế của loa đây anh em này, thiết kế loa thì đều là vân gỗ hết nhé, vỏ vân gỗ nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, và thông số của loa đây em sẽ đặt luôn cho anh em này. Đấy, thông số của loa nó sẽ phía dưới này. Đó, được trang bị công suất ở đây này, 180W cho đến 360W này, để trở kháng 8 ohm và độ nhạy lên tới 92 decibel. Đấy, một dòng loa mà tiếng kêu rất là to. Và bên dưới này thì nó sẽ thiết kế cho chúng ta là hai cái lỗ thông hơi liền. Đấy, loa làm thật sự là em nhìn thấy rất là ấn tượng về cái đôi loa này. Đấy, và đặc biệt nữa là bảo hành loa thì lên tới là 5 năm anh em nhé. Đấy, bảo hành lên tới 5 năm, giá trị rất là dài. Đấy, anh em sử dụng nó hoàn toàn yên tâm về cái dòng loa Paramax này. Và dưới là chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái loa siêu trầm. Đấy, với cái dòng loa này thì thứ nhất là về cái độ thiết kế này thì nó sẽ đồng màu với loa nó súp và loa cây sẽ màu giống nhau. Đấy, kiểu cảm giác như chúng ta nó sẽ có đồng bộ đấy, tiếng rất là hay. Và kể cả anh em nhìn được cái e căng vải nó cũng giống luôn ạ. Ê, căng vải nó cũng giống luôn nhá. Và cái con trầm này đến từ thương hiệu BSS Acoustic Center anh em nhá. Đây, em tháo luôn ê căng cho anh em xem này. Đây, các bạn nhìn nha. Đấy, nó đẹp đến mức như thế này cơ mà. Nó đẹp tới mức như thế này anh em nhá. Rất đẹp luôn ạ. Đấy, đồng màu rất hay đúng không ạ? Và để xử lý tất cả cái tín hiệu của loa siêu trầm và loa cây thì chúng em đang sử dụng một chiếc đẩy liền vang. Đẩy liền vang này thì nó là liền cả micro luôn ạ. Liền mic luôn anh em nhé, đẩy liền vang liền mic luôn và được trang bị một màn hình cảm ứng rất là to. Đặc biệt là con này sẽ sử dụng là cấu hình liền vang của nó là vang số anh em nhé, đẩy liền vang số đó. Cho nên là khi mà chúng ta lắp đặt và setup thì nó sẽ rất là dễ dàng đấy, để có thể xử lý giữa loa cây và loa súp và tiếng micro nhé, tiếng effect rất là tuyệt vời luôn. Và để mà kết nối cái bộ này, để kết nối em sẽ quay ra phía sau cho anh em nhìn này, kết nối rất đơn giản này. Con này thì nó có đầy đủ tính năng như cổng quang Bluetooth USB đầy đủ hết nhá. Đấy, cổng quang thì chúng ta kết nối vào đây, Bluetooth đây ạ. Rồi chúng ta có đường kết nối HDMI vào này, tới 3 đường HDMI và một đường ARC lên TV. Đây, và đây là chúng ta sẽ kết nối tín hiệu hoa sen này. Còn đây là gia súp này, gia siêu trầm đây các bạn này. Đấy, đường siêu trầm đây nhá. Đó, kết nối rất là dễ nhá. Và đây, bên này nó sẽ có hai cái anten của mic. Khi mà các bác mua về kết nối thì chúng ta sẽ lắp anten mic vào. Đó, lắp anten mic vào đây các bác nhá. Đấy, và nó là hàng chính hãng. Đó, và quạt gió nó chạy rất là êm. Quạt gió chạy rất êm luôn nhá. Quạt gió chạy rất êm. Đây, rồi kết nối xuống siêu trầm này, chúng ta chỉ cần duy nhất một dây này thôi và cấp nguồn là xong. Đấy. Duy nhất một dây xuống siêu trầm và cấp nguồn là xong này. Đấy, thì các bác thấy rằng là kết nối dễ không ạ? Rất là dễ nhá, không quá rườm rà về dây dợ, mà trong khi đó này lại có được cái chất âm rất là tuyệt vời. Chất âm của cái bộ này rất là hay, phù hợp cho anh em sử dụng những không gian rộng một chút này, hoặc là các bác nhà gỗ, hoặc là các bác có thể trưng bày, nó đều đẹp. Đấy, nói về tổng thể thiết kế từ cái con đẩy liền vang này nó đã đẹp rồi. Rồi loa và súp nó đồng màu với nhau, nhìn rất là chất lượng đúng không ạ? Đó, nên anh em có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.